đọc cho mẹ nghe chữ này chữ gì. Dạ chữ R. Chữ này. Chữ S. Chữ T. Chữ L. Giỏi, giỏi quá. Chữ này. Chữ M. Âm thanh gì mà ồn ào quá vậy mẹ? Nhiệt tình. Giờ này ai mà mở nhạc cũng như sừng. Kỳ cục vậy trời. Trời đất ơi, mở nhạc gì mà lớn vậy trời. Bụng điếc hả? Ai mà vô ý thức vậy? Quá chục mọi thứ nào đây. Trời ơi, cái gì mà kỳ cục vậy nè. Đâu ra không biết nữa. Rõ ràng là nghe đâu ở đây nè. Mở chút cắt bực mình muốn chết. Ê, chết rồi. Đâu khiều ghê vậy. Con cũng không chịu không nổi phải không? Chứ còn cái gì nữa, sáng giờ bệnh nhức đầu muốn chết mà cứ sập sình muốn nổi điên à. Ờ, mở nhạc thì mở đại một bài đi. Tắt mở, bực bụi à. Bởi vậy, đứa nào không biết nữa biết, chắc nhai đầu nữa quá. Ủa, hình như tiếng nhạc phát ra trong phòng xương phải không? Bậy, ra cào mặt ông giờ. Nó ghét ba cái vụ ồn ào lắm, nó mới mở đâu. Ủa, mà đâu biết được. Tụi con á, khen nhau chi. Mình đứng đây mình rình là mình biết ở phòng nào liền. Đúng không? Rồi, em nói nghe. Ông mấy giờ ông nằm xuống đi. Ông áp lỗ tai xuống đất, ông nghe coi nhạc phát ra từ hướng nào không. Trời đất ơi, làm như chó vậy, úp xuống dưới này chi bà. Muốn thì là úp vô cửa này nghe. Nè, hai đứa đừng có gây nhau nữa. Bây giờ nữa nghe nè, mình đứng đây mình chỉ rình nhạc thôi chứ không. Chứ mà ai thấy được tưởng mình nhiều chuyện mà mình đâu có, đúng không? Không, cái đó hên xui, người ta có nói mình cũng phải chịu thôi. Cái này nhiều chuyện thiệt. Đâu rình là nhiều chuyện mà. Bây giờ một người đi không sao mà ba người là nhiều chuyện có tổ chức luôn đó. Một người đi không sao. Dạ. Để má thôi. Má nghe đi. Nghe có kết quả nha má. Thấy có mịn nhã rỗng à. Đâu để con coi mắt của mày mắt sao xuống mịn nhã vậy. Ừ. Thấy chưa? Có nhạc nè. Ừ. Còn sao á? Chỉ dùng hỏa không ma cỏ vậy ông này cũng sao á. Mở tắt kia. Cái nhạc kia. Thì đó. Đó. Rõ ràng tiếng nhạc phát ra từ đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hồi nãy nó không có dấu hiệu gì nghe nhạc hết đó. Nó ngồi im ray á à. Đúng rồi. Nghe nhạc nó phải lắc lư chứ sao bắt. Đúng rồi. Lừa ông nữa, bậy bà không tự nhiên hù bà già chứ vậy. Má yếu tim, con đừng có làm má sợ. Tôi nói bà Sáu bà đuổi ông ra khỏi nhà bây giờ. Cái gì vậy? Thì tôi đoán vậy thôi mà. Nhưng mà thiệt á, lúc mở lúc tắt thấy ghê quá. Giờ sao giờ? Mà cái người nghe thì không có bình thường giống như không có nghe. Làm sao? Đúng rồi. Bây giờ sao? Ê, hay là có khi nào mình bị ảo giác không má? Ảo giác hả? Ủa, ảo giác thì một người ảo thôi, sao ba người ảo? Tôi bệnh tôi ảo là đúng rồi, hai người mắc gì ảo? Đúng rồi. Ê, là ba đứa bây giờ. Ê, ba đứa nè, gì ba đứa? Hai đứa một người. Hai đứa một người bây giờ xông thẳng vô đó đi. Bây giờ xông thẳng vô đó đi. Ê, rồi có mà. Kệ nó, bỏ tay nó ra. Cho nó đi đi. Mà, cho nó đi. Mình ập vô một lần luôn mà, con nghĩ vậy nè. Ma thì nó dễ dựa vô mấy người yếu, đúng không? Rồi mấy người mà đẹp đẽ cũng dựa vô nữa. Giờ má nè, má lớn rồi nó sẽ sợ má cho nên má thử má đi vô trước. Không nghĩ sao phụ nữ người ta mà kêu vô ông vô mình đâu nghĩ. Thôi vô đi con trai. Đi vô đi ra báo tin. Ê, tôi mày đi, sợ quá. Tôi nói heo. Ê, tôi nói nghe nè. Bây giờ đứa người đóng sợ bây giờ nắm tay nhau, liên kết, nghĩa là tạo ra thành sức mạnh để rồi mình đi vô. Ông nắm má, ông đi nắm tôi chi tôi phải vợ ông đâu. Vô đi má.
Để vô đầu có gì la lên nha, để tôi chạy nha. Ê khoan, từ từ. Cái gì vậy? Quá này khoan, từ từ. Sợ quá, đang từ từ chưa có bình tĩnh mà kéo vô. Người ta nghĩ nếu trong một con ma này ba người chắc thắng ma đó. Đúng rồi, mình tới ba người lận mà. Thôi đừng nói nhiều, mở cửa coi. Trời ơi, cái này tay đóng cửa lạnh quá má ơi. Trời ơi, sao trai mà sổ. Má động thử. Đúng rồi, đúng chứ. Con đàn ông con trai mày nhát má lấy chồng gì kỳ có gì. Nè mạnh dạn, con trai đàn ông con trai mạnh dạn. Cái gì? Con nổ cút. Nổ da gà. Trời đất đất. Phòng em được vậy? À, có khóa cửa đâu. Má mở cái nhạc lên có biết gì thế sự đâu, biết ngoài đời kia có cái gì đâu. Con ơi con. Dạ. Tập nhạc thì cũng nhỏ nhỏ thôi, mày mở đây mà bên sớm mình sao mà nghe nữa. Phiền quá. Trời ơi, thằng nhỏ không có học hành gì được, bệnh hoạn cũng không ngủ được luôn. À, tán cho mọi người thông cảm nha. Lần đầu tiên được làm biên đạo múa văn nghệ ở trường nên sung quá, rồi mình viết cái động tác ra rồi nhạc mình mới nhảy. Rồi lắc lư rồi nhảy trong vô thức vậy đó hả? Trời ơi, đúng rồi đó anh, mình phiêu theo nhạc. Anh hiểu không? Bây giờ là giới trẻ người ta hay phiêu nhạc anh nghe không? Để bắt. Ê, trời ơi, khó nghe lắm. Ai nói nghe nè, bà biên đạo vậy bà có tiền bạc gì không? À, có chi cho tụi tôi không, làm gì bắt tụi tôi nghe nhạc ghê vậy? Nghe sao em quên hỏi trường cái vụ tiền ta để mang lên trường. Bà rảnh quá, tôi không có hỏi. Thôi bỏ dép, mang dép lại đi con. Mệt ghê. Chuyện gì xảy ra rồi, nó nghe nè. Cô đừng la nó nữa, nó biết lỗi rồi. Con Nhã ở cái khu vực nhà trọ này, nó là cái người biết ý thức nhất á, biết điều nhất á. Tám, chị cứ tám là hiểu lòng con. Ừ, đá lòng nghèo định tôi nữa nè. Nè, tôi ghét cái thứ đó lắm nghe. Mời tôi thích. Không, mấy hai người ở lại chơi với nhau đi, thích ở lại chơi. Thôi bây giờ biết hết trơn rồi, không có ma cỏ gì, thôi đi về. À, dạ, con xin lỗi mọi người, thôi để con tiễn mọi nhạc người nha. Dạ, dạ, dạ. Nhỏ này cảm quá rồi, về mua thuốc uống nè con. Bệnh quá. Nè, Nhã, dạ. Nghe Tám nói nè, mình ở đây là khu tập thể, cho nên mình làm cái chuyện gì á, mình cũng phải để cái ý nghĩ của người khác nghe con. Ở nhà thì mở cho ý mở nhỏ nhỏ thôi, ở vừa đủ nghe thôi, mở lớn quá phiền lòng người khác, hiểu chưa? Dạ con biết rồi Tám. Ghê rồi chơi game rồi. Thôi hiểu rồi, hiểu đi về, ai về nhà đấy. Dạ. Ê, bà nội ơi, người ta nói là đừng có mở nhạc, tự nhiên vô mở nhạc lại lên làm gì không sao vậy? Sao bà lại quá vậy? Trời, bộ chị thấy em xuất hồn vô phòng mở nhạc á chị. Trời ơi, em đứng đây mà mọi người. Ờ, đứng đây mà. Nãy giờ chưa quay vô hả? Dạ chưa có kịp đi vô. Đó, 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 đó. Thấy chưa? Rõ ràng tiếng nhạc ở trong phòng em mà. Ê, nó đứng đây, phòng nó lại có nhạc nữa. Có khi nào ma không bay? Hả? Ma! Con ôm ai? Ma con ôm ai? Con ôm ai? Con ôm ai? Ê, 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 ê. Chị nói nghe, bình tĩnh. Shhh. Nghe chị hỏi. Dạ. Ở trong phòng, có bao giờ thấy hiện tượng gì lạ không? Dạ, hiện tượng là gì? Dạ. Có gì bất thường? Có ai khều dò em không? Ờ. Nó nghe nè, nếu có nói đi, tám chỉ cho mà cúng gái người ta, hiểu chưa? Dạ. Cô phải la lên chứ sao chịu đựng vậy em? Dạ, không, em thì em chưa gặp, nhưng mà để em điện thoại hỏi xương gặp chưa?
Không có cái gì? Cái gì kỳ vậy? Sao đi bây giờ sao hả? À, Tám, phòng con có ma không Tám? Trời ơi, tao đâu có biết. Để tao hỏi gái tao. Ở nhà này có ma không con? Để con kêu bà điện thoại hỏi bà Sáu coi nhà bà Sáu có ma không? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì bà nói? Nhà, tại cái miệng của ông không nó nghĩ sao vậy hả? Không, bây giờ đây con đàn ông con trai con vô rỗng con coi lý do gì sao vậy? Ở đây con là mạnh mẽ lên con. Mạnh mẽ lên anh. Mạnh mẽ lên. Chỉ có phụ nữ mới lên. Cố lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ đi vô. Vào phòng em trông chờ anh, cố lên. Đi vô thẳng luôn. Vô luôn, đừng chung bước. Tôi vô đó. Đúng rồi. Có người vô đó nha. Đi vô nhớ ra nha ông Tân. Trời ơi. Trời ơi, sao ông chơi kỳ quá vậy? Sao bắt nó vô chung? Bắt cái gì? Sao bắt nó vô? Nó ở trong góc phòng nè. Thì ra Con đang nghe nhạc mà. Trời đất ơi, ông con. Ma con. Trời ơi, thằng hết hồn ở dưới à. Sao không học bài mà xuống đây nghe nhạc hả? Thôi bây giờ thôi đừng quên em. Ẩm lên lầu, trả về vị trí cũ để lên. Trời ơi, con hư. Trời đất ơi. Làm hết hồn ở dưới. Xin lỗi nha, xin lỗi, không có gì hết. Xin lỗi con nữa. Vô trong gì mày hét lên là tao hết hồn, tưởng ma dập mày. Con hết hồn. Thôi bây giờ hết chuyện qua hết rồi. Tao đi ra tao quét sân tiếp rồi. Phòng không có ma đó, vô phòng đi. Dạ. Vô đi em. Dạ vô. Tự nó nhạc. Ây dạ. Tự nhiên chạy vô phòng nó nói nhạc rồi nó ma gì vậy trời. Sương cũng đi làm từ thiện nữa hả? Nói gì kỳ vậy? Bình thường á là hay kiếm chuyện với người ta, vậy mà cũng đi làm từ thiện. Mọi người ơi, cấp cứu mọi người ơi. Cái này hả? Cái... Ôi cha, mới bệnh đó mà hết liền rồi, nghĩ cũng lạ à nghe. Thôi đi em ơi, dẹp cái trường đó giùm cái luôn đi. Trời ơi, tỏ tình yêu đương cái gì mà giống như giang hồ, tấn công người ta rồi xong đầu quýnh rồi nạt người ta là sao?